theo dõi và phân tích những chuyển động của bé trong bụng, bạn sẽ cảm nhận được sự phát triển cũng như phát hiện ra những điều bất thường của bé. Nếu bạn cảm nhận được cú giật đều, giống như đồng hồ tích tắc, hoặc giống như tiếng gõ đều phát ra từ bên trong bụng dưới, thì đây là dấu hiệu cho thấy thai nhi nấc cụt. Nhiều mẹ không biết sẽ rất lo lắng, tuy nhiên đây chỉ là trạng thái rất bình thường. Hãy cùng tìm hiểu 4 lý do có thể khiến bé nấc cụt nhé. 1. Bé muốn chào đời. Những em bé hay có thói quen đá banh trong bụng mẹ bất kể ngày đêm là những em bé đang rất muốn được chào đời. Những tiếng nấc của thai nhi được cho là do bé thiếu kiên nhẫn, chỉ mong nhanh chóng đến ngày ra khỏi bụng mẹ. Thai nhi nấc cụt cũng là biểu hiện bé chuẩn bị cho kỹ năng bú mẹ sau này. Nếu khi bé chào đời, bạn thấy một số vết đỏ nhỏ trên da con, có thể là do bé tập mút, tự tập bú mẹ dẫn đến bị nấc cụt nhiều như thế. 2. Thai nhi nấc cụt là do sự chuyển động bất thường của cơ hoành. Nấc là kết quả của việc thai nhi thở trong nước ối. Giống như người lớn, thai nhi nấc cụt cũng là do chuyển động bất thường của cơ hoành. Do còn bé nên thai nhi chưa tự cân bằng được nhịp nuốt và thở của mình. Khi nuốt hoặc thở, bé sẽ hít vào hoặc đẩy nước ối ra ngoài, gây ra tiếng nấc. 3. Bé tập phản xạ bú mút. Trong bụng mẹ, thai nhi đã hình thành những tính cách riêng, có những bé hiếu động nhưng lại có những bé khá trầm tính. Những em bé hiếu động thường vung tay đạp chân, hoạt động nhiều gây ra tình trạng nấc cụt thường xuyên hơn. Ngoài ra, ngay từ trong bụng mẹ, các bé đã bắt đầu tập phản xạ bú mút. Quá trình này sẽ giúp điều chỉnh được khả năng bú mút sau khi chào đời và giảm nguy cơ tắc nghẽn phổi. 4. Cuống rốn bị chèn ép. Nếu đây là nguyên nhân khiến thai nhi bị nấc cụt, bạn cần lưu tâm vì có khả năng bé đang gặp nguy hiểm. Khi cuống rốn bị chèn ép, nguồn cung cấp oxy bị hạn chế hoặc truyền tới quá ít khiến bé bị nấc. Ngoài ra, nó làm ảnh hưởng đến tim và việc lưu thông máu đến bào thai. Nếu hiện tượng nấc cụt có sự gia tăng đột biến về tần suất cũng như mức độ, bạn nên đi khám ngay để được tư vấn kịp thời. Nếu phát hiện những tiếng nấc của con, bạn không cần quá lo lắng và vội vàng đi khám, bởi đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Bạn chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi thường xuyên. Nhiều người nghĩ rằng con nấc là do đói và khát nên cố gắng ăn nhiều một thứ gì đó. Tuy nhiên, điều này không đúng và bạn đừng làm theo nhé. Nếu tần suất bé nấc tăng lên, bạn có thể thay đổi tư thế. Chẳng hạn nếu bạn đang nằm nghiêng sang bên trái thì thử quay sang bên phải, đang ngồi làm việc thì thử đứng dậy đi lại một chút. Việc mẹ bầu thay đổi vị trí sẽ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn và giảm thiểu tình trạng bị nấc. Nếu bạn nhận thấy hiện tượng thai nhi nấc cụt tăng lên đột ngột với những chuyển động bất thường, bạn nên đi khám ngay. Bác sĩ có thể sẽ đề nghị bạn siêu âm để biết chính xác tình trạng sức khỏe của bé. Qua những chia sẻ trên, hy vọng bạn đã biết thêm về hiện tượng thai nhi nấc cụt. Nếu được, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ kỹ hơn về những cử động lạ có thể gặp để an tâm hơn. Bên cạnh đó, việc siêu âm cũng có thể được sử dụng để xác nhận tình trạng thai nhi nấc cụt.